Chào bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review dự án Bitstream để trang web của dự án này. Các bạn có thể tải trên cái trang web chính thức của dự án này. Thì Bitstream này có các mục tiêu tầm nhìn của chúng tôi là để làm tốt hơn các xu hướng toàn cầu. Hiện nay bất chấp những thách thức và vấn đề thường xuyên gặp phải trong cryptocurrency và blockchain, có kinh nghiệm và giải pháp trên công nghệ thì chúng tôi cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những giải pháp hoàn hảo để giải quyết những vấn đề trên. Nhiệm vụ của chúng tôi tin tưởng vào một thế giới mà mọi người đều có quyền truy cập vào các dịch vụ crypto, tài chính tiên tiến, và các dịch vụ này được truy cập bởi cái chúng của công chúng nói chung, chứ không phải là phân khúc thị trường chuyên nghiệp trong cái sự cô lập. Mục tiêu của chúng tôi về crypto UC có thể truy cập vào sử dụng được trên một cơ sở hàng ngày, kỹ sư và thiết lập một hệ sinh thái của các công cụ tài chính trên cái lịch mang tính cách mạng của nền kinh tế kỹ thuật số, và để tạo cái điều kiện cho việc thực hiện sứ mệnh của mình một cách hiệu quả thì một nền tảng đa chức năng sẽ được thiết kế với bởi đồng hồ Bitstream, và sản phẩm của dịch vụ của chúng tôi sẽ cung cấp một cái bước đột phá ngay các tính năng mà cái thế giới crypto cần và bao gồm các cải tiến quan trọng trong cái ngành công nghiệp này. Với nền tảng này sẽ bao gồm hoàn thiện phiên bản của các chức năng thường được tìm thấy trong các nền tảng trao đổi một cách độc đáo qua các cơ hội như hiệu cầm đồ crypto, hợp đồng tương lai, cryptocurrency mới, hỗ trợ ký quỹ và chứng nghĩa thực đa hệ với để biết khách trực tiếp liên quan đến cryptocurrency. Thì các bạn có thể thấy ở đây cái Bitstream với các cái chức năng về các mã token trao đổi hay thanh toán độc đáo hệ thống, chuyển scalable hệ thống hay cái coin mới, thẻ card và cơ hiệu cầm đồ. Thì hiện nay crypto là cái xu hướng thị trường và đổi mới các chủ đề rất phổ biến trên toàn cầu, thì các crypto sẽ được dự đoán tương lai trong cái ngành tài chính và sẽ phát triển không ngừng. Thì các giải pháp, thách thức và giải pháp thì crypto MC chợ rút ra giải pháp Bitcoin là sự hợp tác chặt chẽ với một số những cái chức năng của nền tài chính hàng đầu của Georgia và hiện đang được tổ chức dưới cái tên nắm giữ tương tự như Bitcoin, với sự hỗ trợ đầy đủ các định chế tài chính và khách hàng chúng tôi có thể rút tiền tại cái cryptocurrency là tiền của chúng tôi trong vòng vài phút. Thì Bitstream sẽ tận dụng toàn bộ những cái mạng lưới của chung dịch vụ hiện tại và tương lai, cấp dễ dàng truy cập vào cái cryptocurrency cho phép các bên liên quan đến cái vòng vài phút, và Bitstream sẽ sử dụng tài khoản để tạo ra ngân hàng để hỗ trợ như nhiều phương pháp chuyển tiền hiện đại càng tốt và có khả năng chủ sở hữu đồng xu. Các giải pháp Bitcoin sẽ phát triển một cái hiệu cầm đồ crypto nơi chủ sở hữu đồng xu có thể cầm tiền của họ đối với những thời gian và lấy tiền của họ sau khi gặp gỡ các cam kết tài chính của họ, tùy chọn theo cung cấp của khách hàng một cái cơ hội giữ cho cái đồng tiền của họ một cái lợi nhuận trong dài hạn sau khi nhận được những nhiều tiền mặt ngắn hạn và không có khả năng thương mại một ngày xác định trước hay số lượng hạn chế và thời gian chậm giao dịch. Với cái xác thực đơn tố thì giải pháp Bitstream này sẽ có cái tính năng đa yếu tố và tính năng này sẽ được phát triển theo các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất được sử dụng trong những lĩnh vực ngân hàng, trong đó sẽ được thử nghiệm qua thời gian về đảm bảo các ưu đãi trả trước. Thì ban hành CryptoSea hỗ trợ các tính năng ủy thác độc quyền và sáng tạo kết nối hạn chế về thị trường crypto với thị trường bán lẻ. Thì giải pháp của chúng tôi phát hành cái thẻ thanh toán mang tính cách mạng về thuế. Thì giải pháp thuế thanh khoản Bitstream liên quan đến trực tiếp với đồng xu giải quyết vấn đề này thì không cần phải thực hiện trao đổi chuyển giao giữa những không phải là một cần thiết, và với những phương thức này tiền mặt sẽ không được sử dụng và cũng không nó sẽ cần thiết để khai báo như một thu nhập. Tại sao các bạn đầu tư cái dự án này? Nên đầu tư dưới các xu hướng toàn cầu crypto, công nghệ blockchain là một hỗ trợ quan trọng nhiều sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu như là phần công cuộc đổi mới hiện nay, và nó như có phát triển mạnh mẽ trên các sàn giao dịch lớn uy tín trên nước Georgia này, Trung Quốc, Mỹ, và thành công trên các nền tảng token cung cấp và cho phép các hoa hồng dẫn đến nhiều lợi giá trị cho khách hàng. Về cái chương trình token này, thanh khoản đảm bảo cái cấu trúc thị trường và giá thẻ không bị ảnh hưởng bởi cryptocurrency. Cái token này nền tảng sẽ gồm nâng cấp các chức năng như tiết kiệm mua bán trao đổi cryptocurrency và những cái nhãn hiệu cơ hội mới như feature ký quỹ đa yếu tố xác thực hệ thẻ thanh toán. Trong thời gian ICO thì các thẻ BXM này sẽ được phân bố các thành viên với nhà đầu tư và với sự ra mắt của các chương trình hoa hồng. Với tổng số phát thẻ ở đây là 72 triệu token và được chia thành 10 triệu 800
những token sẽ được bán trong các gói giảm giá mở bán từ 1 tháng 6 đến 20 tháng 6 là 3 triệu token giảm giá đạt 80%. Giai đoạn 1 từ 21 tháng 6 đến 30 tháng 6 mở bán 1 triệu 300 triệu nghìn token giảm giá 60%. Giai đoạn 2 từ 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7 6 2 triệu 600 nghìn token giảm giá 40%. Giai đoạn 3 từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 3 triệu 900 token giảm giá 20%. Và hiện tại đang diễn ra chương trình từ 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 42 triệu 800 token và sẽ được mở bán với mức giá ban đầu. Thì phân bổ cái quỹ token này thì dành cho sale là 1,8%, giai đoạn 1, giai đoạn 2 là 3,6%, giai đoạn 3 là 0,4%, mở bán tư nhân là 4,2%, dành cho đội nhóm 16,5%, thì quỹ bonus chỉ về 1% và dành cho cái quỹ sale 63,3%. Thì cái chương trình phân phối thì hạ ở đây. Thì dành cho đối tác cố vấn thành lập là 11 triệu 900 token, tiền thưởng là 6 triệu 500 token. Các bạn có thể mua cái dự án này thì Winstream đang trong quá trình xây dựng nền tảng và lộ trình rất mắc dự án này sẽ đáp có mặt sớm. Thì đây là cái nền tảng của dự án này và cái chương trình bán thẻ. Thì Winstream có thể có cái phân phối các quỹ dành cho vận hành như 25 triệu token hay là dành cho tác là 50 triệu token, PM tiếp thị marketing là 10 triệu token và phát triển phần mềm ở đây là 50 triệu token, phát triển phần mềm là 5 triệu token. Đây là thông tin đội ngũ của dự án này, các bạn có thể tham khảo trên trang web chính thức của dự án. Và đối tác cộng sự của dự án này gồm có CarrotSpy, DeroOx, Eager, Blockchain Bitcoin, NextBlock, ICO Band, Lockstone, ICO Wallet, Blockchain Bitcoin, Gravelin, ICO Bazada. Thì ở đây BMXM token có lợi ích hoa hồng hạ số và họ có thể trao đổi mua bán, họ có thể đầu tư vào cái giá trị nhất ngay bây giờ. Các bạn có thể tham gia đầu tư dự án này thì nhận được kỹ những giá trị ưu đãi tốt nhất của dự án. Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái giấy trắng white paper của Bitstream. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.